Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, xin quý vị hãy cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người theo dõi đầu tiên những video mới cập nhật nhất từ kênh của MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, thì trong tuần qua có một tin khá là làm sốt ruột tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang làm ngành nail, ngành tóc vì phải tiếp xúc với nhiều khách hàng. Một thợ tóc làm việc trong khi có triệu chứng nhiễm COVID và tiếp xúc với 91 người. Một thợ tóc đã làm việc trong 8 ngày trong tháng này trong khi có triệu chứng phơi nhiễm tới 91 khách hàng và đồng nghiệp ở tiểu bang Missouri. Các quan chức y tế cho biết, vụ việc nhấn mạnh các mối đe dọa của sự lây lan cộng đồng ở Hoa Kỳ khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau nhiều tuần hạn chế để chống lại sự lây lan của COVID. Trong trường hợp này, thì 84 khách hàng tiếp xúc đã nhận được dịch vụ làm tóc từ thợ tóc tại tiệm Greg Clips. Ông Clay Goddard, giám đốc của Sở Y tế quận Springfield Green cho biết, ngoài các khách hàng thì 7 đồng nghiệp cũng được thông báo về việc tiếp xúc. Không rõ khi người thợ tóc kiểm tra dương tính lúc nào, nhưng được cho là đã bị nhiễm khi đi du lịch. Các thợ tóc làm việc từ ngày 12 tháng 5. Vào thời điểm đó thì các doanh nghiệp như là các tiệm tóc được phép hoạt động tại tiểu bang này. 84 khách hàng có khả năng tiếp xúc trực tiếp sẽ được Sở Y tế thông báo và được đề nghị xét nghiệm, cũng như 7 đồng nghiệp. Ở Sở Y tế quận hạt Springfield Green cho biết trong một tuyên bố vừa qua, Goddard không cung cấp chi tiết về danh tính hoặc là tình trạng của người thợ tóc này. Ông cho biết các quan chức y tế đã tiếp cận với những người bị phơi nhiễm, nói thêm rằng tiệm làm tóc này đã giữ những hồ sơ khách hàng để có thể truy tìm dấu vết liên lạc. Các quan chức y tế đã cung cấp một mốc thời gian chi tiết về tất cả các địa điểm mà người thợ tóc đã ghé thăm, như là Walmart và nhà thuốc CVS. Họ kêu gọi những người có thể đã đến những nơi đó cảnh giác với các triệu chứng của virus. Ông Cô đã cho biết, ông rất hài lòng với các biện pháp diệt khuẩn được thực hiện bởi tiệm tóc Great Clip, đồng thời cho biết hiện tại ông coi việc kinh doanh là an toàn. Sức khỏe của các khách hàng và các thợ làm tóc của Great Clip là điều hàng đầu của chúng tôi và vệ sinh đúng cách luôn là một thực hành công nghiệp thẩm mỹ quan trọng đối với các tiệm Great Clip. Chúng tôi đã đóng cửa tiệm nơi nhân viên làm việc và hiện đang tiến hành vệ sinh thêm làm sạch, chủ sở hữu của doanh nghiệp nói trong một tuyên bố với đài CNN. Theo Johns Hopkins, hơn 96.000 người đã chết vì dịch bệnh tại Hoa Kỳ, trong đó số ca được xác nhận là 1.6 triệu người. Ở Missouri có gần 12.000 trường hợp đang nhiễm bệnh và hơn 6 trường hợp tử vong. Thưa quý vị, trong những cái thời điểm này, tất cả các tiểu bang đã mở cửa trở lại và đặc biệt là những ngành nail, ngành tóc khi chúng ta phải tiếp xúc nhiều với lại những người khách thì chúng ta nên cẩn thận nha quý vị. Chúng ta nên giữ cẩn thận. Nếu chúng ta có những cái triệu chứng bệnh thì chúng ta cũng đừng nên đi ra ngoài làm để tránh lây lan cho những người khác. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.